Dương Mịch tức giận vì bị lan truyền chuyện làm tú bà có hành động khiến kẻ tung tin xanh mặt. Dương Mịch gần đây chịu nhiều tin đồn, một trong số đó là tin cô và đàn em kém một con giáp Vương Tuấn Khải đang yêu nhau. Cô còn vướng ồn ào là má mì tổ chức sắp xếp cho các nghệ sĩ dưới trướng tham gia đường dây mua bán thân xác. Tin đồn ám chỉ một tiểu hoa sinh sau năm 1985, nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Bắc Kinh hát dở, bị hôi chân đã ly hôn làm môi giới cho các nữ nghệ sĩ đi khách. Ngày 7 tháng 2, Sina đưa tin Tòa án Nhân dân Bắc Kinh thông báo đã thụ lý đơn kiện của Dương Mịch, bị đơn là người họ Tần và Hàn. Tòa cho biết đã gửi giấy triệu tập thông báo về thời gian tham dự phiên xử đến hai bị đơn. Tòa án cho biết sau 30 ngày kể từ khi tòa gửi thông báo tới bị đơn, nếu đúng hạn các đương sự không tham gia phiên tòa, coi như vắng và xử án vắng mặt. Trong đơn kiện, phía Dương Mịch tố cáo hai cá nhân trên loan tin đồn không đúng sự thật, bôi nhọ danh dự nữ diễn viên trên mạng xã hội. Dương Mịch yêu cầu những người này giải thích, đồng thời chủ động xóa mọi thông tin sai lệch liên quan đến cô, xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần. Dương Mịch vốn hiếm khi quan tâm đến những lùm xùm đồn thổi về cô trên mạng, tuy nhiên lần này cô cùng công ty quản lý làm mạnh tay. Người hâm mộ Dương Mịch ủng hộ nữ diễn viên này khi cô bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thông qua các biện pháp pháp lý chống lại những tin đồn bôi nhọ nhân phẩm vu khống. Ngay khi tin đồn xấu râm ran, công ty quản lý của Dương Mịch lên tiếng bác bỏ lập tức, bởi nếu Dương Mịch im lặng thì tin đồn lan xa và đây không phải chỉ là chuyện đàm tiếu đơn thuần mà còn vi phạm đạo đức bởi hai bên chênh lệch quá lớn thuộc đàn chị và đàn em trong nghề. Cách đây không lâu, Dương Mịch khiến fan xót xa vì lời ước nguyện đầu năm mới. Cụ thể, Dương Mịch là cái tên hot trong đêm nhạc hội cuối năm khi trình diễn bài hát kinh điển Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên được khen ngợi sau thời gian dài nhận phải nhiều nhận xét tiêu cực về diễn xuất. Khi được hỏi về ước nguyện đầu năm mới, Dương Mịch không ngần ngại trả lời, hy vọng 2023 sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn. Câu nói này khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuy không đề cập trực tiếp nhưng có thể thấy năm 2022 Dương Mịch gặp hạn cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Nữ diễn viên chia tay với bạn trai kém tuổi Ngụy Đại Huân. Không lâu sau, nam diễn viên này bị bắt gặp hẹn hò với đàn chị Tần Lam. Cả hai bị bắt gặp cùng đi du lịch ở Tam Á. Chồng của Dương Mịch là Lưu Khải Uy cũng có bạn gái mới. Thậm chí người bạn gái này còn nhiều lần đá xéo Dương Mịch trên mạng xã hội. Bộ phim duy nhất lên sóng là Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực. Đa số đều cho rằng Dương Mịch đã già để đóng phim ngôn tình lãng mạn, đứng cạnh Hứa Khải nhìn giống mẹ con hơn là tình nhân. Khi quay quảng cáo cho nội y của Victoria's Secret, nữ diễn viên cũng bị dìm không thương tiếc vì trang phục lỗi mốt và concept không phù hợp. Năm 2022, Dương Mịch gần như ngầm thừa nhận rời khỏi gia hành nhưng lại vướng phải lùm xùm kiện tụng vì công ty nợ tiền. Có thể thấy nữ diễn viên đã gặp không ít khó khăn trong năm này. Kết hôn năm 2014, Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng được xem là cặp đôi có sự nghiệp lẫn tình cảm đáng ngưỡng mộ của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, không bao lâu sau, cả hai tuyên bố ly hôn vì mâu thuẫn trong tính cách. Hậu ly hôn, Lưu Khải Uy được cho là hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Cả hai chênh nhau 8 tuổi, cặp đôi khá thoải mái khi hẹn hò nơi đông người. Thậm chí, Lưu Khải Uy còn không đội mũ hay đeo khẩu trang, tránh ống kính phóng viên. Nữ diễn viên này thậm chí còn đăng tải video kể lại quá trình chồng cũ Dương Mịch theo đuổi mình như thế nào. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên đã xóa đoạn video này, làm rộ lên tin đồn chia tay với Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã từng thỏa thuận nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về người còn lại. Hiện tại bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng bố nên có lẽ Lưu Khải Uy sợ mất quyền nuôi con vào tay vợ cũ. Chuyện hẹn hò của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong vốn không nhận được sự ủng hộ của netizen. Lý Hiểu Phong thậm chí còn bị cho là lợi dụng tên tuổi của Dương Mịch để cọ nhiệt.